Love you. Đã sao cho nổi của nhanh đi. Em định. Rồi, Hà muốn lên talk show. Ok. Thì nói chung là cũng anh Phan Kiên chia sẻ rồi. Thì tôi cũng chia sẻ đôi điều như thế này. Thì sau một thời gian tôi phải đấu tranh tư tưởng của bản thân mình, tôi làm cho cái kênh YouTube nó sống lại trong thời gian khoảng một tuần nay. Thì anh em cũng biết là cái nỗ lực của tôi để mà một lại cái kênh YouTube muốn vậy nó là chết từ lúc mà một năm mấy tháng rồi. Thì tôi cũng luôn trong một cái trạng thái gọi là làm sao để giúp đỡ người yêu mình. Thì bắt đầu tư duy này đó, tôi với anh Tú gặp bạn một editor, sau đó thì tác hai bên bắt đầu ok vượt lại kênh. Mà trong giai đoạn mà tôi thì vượt lại kênh thì bắt đầu dự tính của anh Phan kia bắt đầu được thực hiện là từ quán đêm bắt đầu to ra cái nhà hàng, hay sau đó là một quán cơm lớn nhất gì ở Hà Nội, các thứ các kiểu đúng không? Thì tôi cũng phải giúp đỡ anh kia, thì sắp tới thì chắc có lẽ là tôi sẽ không được chia sẻ với anh em về câu chuyện nữa, tôi sẽ không được ngồi nói chuyện với nhau nhiều nữa. Thì sắp tới thì chắc là chủ nhật hàng tuần thì tôi không thể kiểu lên livestream kể đều chuyện cho anh em nghe như lúc trước nữa. Thì chắc bây giờ thì chúng ta có thể là lúc nào rảnh thì chúng ta kể. Tại vì cái giờ làm việc của tôi bây giờ là sẽ sau này sẽ là từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng. Sau đó đi chợ chuẩn bị hàng hóa này nọ thì cũng phải 6-7 giờ sáng mới được ngủ. Thì tầm thời gian đó thì không thể nào thức được để mà phục vụ anh em chủ nhật hàng tuần nữa. Thì có lẽ là chúng ta sẽ gặp lại trong một ngày cơ duyên nào đó trong một tuần. Đấy, mình vô game này. Để tôi cho anh em coi là công sức tôi từ đêm qua giờ tôi chơi game này như thế nào. Trước khi chơi game này, tôi sẽ kiểu biểu diễn cho anh em xem trước là mình nên đặt kèo gì. Em sẽ chơi đúng 3 ván thôi. Em sẽ cho anh em farm vàng. Thấy không? Bây giờ tôi sẽ chơi thử cho anh em nha. Anh em nhìn đây, đây là bản nháp nha. Anh em muốn farm kèo gì farm nha. Tôi chơi đỉnh lắm. Thật. Anh em màn này chơi sao anh? Em chưa chơi lần nào vô á. Sao giờ? Chơi đi cho biết. Em chơi thử nha, sao rồi gài kèo cho các bạn nè. Vô. Đông quá vậy. Nè. Bình tĩnh, từ từ coi. Từ từ. Nè, nó. Úi giời. Úi giời. Ô chuyện nhỏ. Cái thằng này làm sao á? Nè đi, ừ. Đi nhanh. Làm sao bây giờ? Cái phải được. Cho. Chuyên nghiệp cho. Khó ai, cái khó ai. Đấy, trước đi, ừ, đấy. Nó sớm ấy. Anh đi, anh bình tĩnh em đi, chơi. Nhanh. Sao á? Anh ơi, sao thua rồi anh? Chưa thua được. Sao phải nhảy sao ấy, Nhảy. Úi, ô, hay. Anh ơi, Nhảy lên. Tiếp. Rồi, về đích rồi. Win rồi. Ở kìa. Ây. Nào. Nó cứ chen này nó. Anh ấy à. On kèo trên cho tôi. Thấy chưa? Ui. Cái gì đấy? Cái này là không biết luôn. À. Thế là sẽ có một mầm bệnh trong tất cả bọn này và em sẽ phải đi lây lan cho tất cả bọn nó. Và em sẽ phải cố gắng tránh cái mầm bệnh đi. À đi nè. Cái thằng mầm bệnh lên trước kìa. Đúng không? Cái vòng tròn này là mầm bệnh này. Đi chạy đi. Đừng để nó dí vào người. Đi chạy đi.
Nhảy đi, nhảy lên. Ui. Đấy. Mong bệnh đâu anh. Ê, mày đừng có chen tao vui lát rồi nè. Mày sẽ đứng này. Thằng này cũng thế. Hãy thế thế. Đứng im. Nhưng mà kèo anh em, hiểu không? Giữ kèo cho anh em thì mình phải làm như vậy. Sao 19 trên 19 vậy anh? À hòa đấy. Ủa thằng mà bệnh đâu nhở? Thằng bệnh nó bị lát hay giờ anh ơi. Ơ đi thử đi vào. Kìa mà bệnh ở xa kìa. Quay lại xem nào, quay lại xem nào. Sao quay sao? Thì như có thằng hack hay sao ấy, nó bay lên trời hay sao, không ai bị hay sao ấy. Chơi. Ấy có thằng bị rồi, thằng bị rồi. Núp. Ơ loại, nó là gì em kìa? Chạy đi. Chạy nó đây. Ui. Tụi em bị lay rồi kìa. Thắng rồi, em đang giữ một cái gì đó cho đồng đội em. Đừng để bị. Ghê không? Em chơi ghê không? Ơ trời ơi, mất hết. Biệt, lay cho bọn này, lay mày, bọn này. Mày. Anh ơi, cái gì vậy? Đừng ấn. Lay rồi. Mày, lay thằng khác. Thằng màu xanh cơ mà. Ôi thua rồi. Màu xanh đâu? Mày bị rồi, thằng khác. Thằng nào chưa bị? À, bị hết rồi. Ủa rồi. Cả thế. Thằng chưa bị đâu. Em đâu biết. Rồi, bây giờ anh mở kèo đi. Anh mở hai kèo thôi. Kèo gì? Vừa qua vòng 1, vừa qua vòng 2. Hai kèo thôi. Kèo vòng 1 có không á? Ờ. Có khi em thui từ vòng 1 thì kèo dưới thắng. Em thắng được vòng 1 thì kèo trên thắng. Anh em phải tin tôi chứ. Tôi không có mất hết được. Tôi là Lê Thị Thu Hà chứ không phải Lê Thị mất hết. Em hiểu không? Lê Thị Thu Hà. Phải Lê Thị mất hết. Anh em phải tin tôi, tin tưởng tôi. Anh em rất là tin tưởng em. Anh em đặt hết niềm tin cho em. Em phải chơi một lần cho anh em trầm trộ. Đưa anh em ra đảo luôn. Hả? Ủa, khó lắm luôn đấy. Đây còn thua đấy. Ôi trời ơi, anh em ơi, đi bục sải rồi anh em ơi. Tôi không có biết gì về cái này đâu, tôi chưa được chơi luôn anh em ơi. Đi rồi, đi một sải rồi, chơi đứng cuối nữa. Anh ơi, em bị chèn lớn. Em bị đánh chèn kìa, em không biết gì hơn á. Ấy phải cân bằng, Ôi trời ơi, Bạn ơi, đừng để bạn ơi. Ôi trời ơi, anh em ơi. Chơi đi kìa, anh ơi, em mất hết rồi. Mất hết rồi, anh em ơi, mất hết rồi. Đấy, được rồi, tiếp. Em là người cuối cùng đó anh. Ấy. Hay quá. Sao rồi, tụi kia nó chơi vậy, ai chơi nữa? Ủa, nó bị lạc rồi kìa. Sao? Nơi anh đơn là đào. Sao? Quay cho anh em thôi. Nơi anh đơn. Chơi đi. Nhưng mà cái bên đây rồi. Đi ngược lại. Cái đội bên kia nó bị trên rồi kìa. Đi ngược lại, nhảy sang bên này xong rồi nhảy lên kia. Đấy, nhảy sang bên này. Ôi! Thôi! Nhảy lên. Đi xuống kia. Xong bên này xong rồi nhảy bên kia. Ôi à, anh ơi, đem một sải à, anh ơi. Anh đừng có chỉ, thấy chưa, nó có lên đâu, cái bọc bên nó bị lát rồi. Em phải nhảy đúng không? Phần đấy. Từ nè, thử tới nè. Từ đã, đi ra hẳn lên lấy đà này. Đấy, nhảy lên. Đó. Bên này. Cái chỗ anh à. Đấy, bên này. Hey. Đấy. Ôi, mất hết tiền của anh em còn, rồi. Còn gọi. Từ đã, nữa xuống á. Đấy. Đi sang bên này. Đấy, sang bên này.
Đó. Ôi à. Ôi ơi, mất hết. Ôi à. Ôi ơi. Ôi ơi. Sao gì đây? Nó có một bên ngoài kia. Đây này, đây được gì được mà. Từ từ. Wow. Đấy. Ủa rồi, nó về hết đấy rồi à. Ai. Ai à. Ai à, anh ơi, đưa mấy bạn đi một giải rồi. Ôi trời ơi, sao vậy anh, không dám đọc kinh trái luôn. Rồi, tỷ lệ ngược lại à. Tôi sẽ chứng minh cho anh em kiểu trên thấy, anh em tin tưởng tôi là đúng. Nè bây giờ kiểu trên chấm cao. Alo, trời cái map này nữa thì làm sao mà thắng nổi á trời. Map khác còn có cơ hội chứ map này thì sao? Đến đầu thì có giải quyết vấn đề gì đâu anh. Cái mấy đứa này mất. Tụi mày thử, tụi mày đứng xuống cho tao thôi. Tụi mày có thể đó. Tụi mày cứ bình tĩnh coi. Sao á? Game này sao á? Nè. Tôi làm lại cho anh em thấy đi chưa. Tôi làm được. Hai làm được. Tại sao không? Hai làm được mà. Tại sao không? Tại sao không? Không không. À, anh ơi bị lát rồi. Hai làm được mà tại sao không? Lên. Tịnh tâm. Cái game này phải tịnh tâm. Không được la hét. Tịnh tâm. Tám. Ui dồi ôi chân ngắn. Thả được, thả luôn vàng. Rồi đi lên. Rồi, nhảy luôn. Ôi dồi ôi. Nhảy luôn, cái gì mà nhảy luôn. Phải canh chứ. Canh cái gì, anh cứ làm sao á. Em phải đi sát mép em nhảy chứ. Anh làm gì anh em không có tin tưởng em nữa đâu. Chứ sát mép nó nhảy. Sát mép nhau là mép. Đấy, chưa. Thì sao nãy từ đầu anh không bảo là sát mép mà hả nhảy em. Phải biết chứ. Em mới chơi mà anh dân mới. Sát mép nhảy này. Đấy. Rồi. Đến đích rồi kìa. Quá trời đến đích rồi kìa. Đích cái gì người ta. Còn cơ hội 21-37 rồi. Kịp vẫn kịp. Ý ạ chấp. Bên này này. Anh đòn thì được chắc không nhảy được. Như vẫn kỳ vậy bạn, vẫn đủ. Em là người cùng đấy, em là người cùng đấy. Đó, đó. Anh ơi. Lạnh quanh đéo chịu được không ạ, buồn cười. Ôi trời ơi, ra làm bằng mới này, ra chơi lại nè. Đấy. Đi đâu vậy? Trời ơi. Ủa đi đâu vậy mọi người? Mọi người đi đâu vậy? Nó béo quá anh hiểu không? Nó béo quá, nó không có nhảy kịp đó. Nó cứ nhảy lên là nó đó thấy chưa? Ôi giời ơi, còn dở cứ trốn nữa. Chán không muốn chơi luôn á. Nè, 2, 3. À chứ. Dạ, 1, 2, 3. Không tới. Đà chứ, em phải chạy một đoạn xong em nhảy chứ. Cái thằng này. Trời ơi, thế này thì kèo cái gì nữa. Đấy,
phải để đa chứ. Anh phải chui về xuống, chui. Cũng được mà, anh phải để đa. Người ta giờ anh phải kêu là em nhảy về xuống. Ồ, ghê không, ghê không, ghê không, ghê không, ghê không, ghê không. Ghê, ghê, ghê. Ghê không, ghê không. Cấm mép, em sợ mép thôi. Mình mất hết. Ồ, ghê không, ghê không, ghê không, ghê không, ghê không. Ghê không, ghê không, ghê không, ghê không. Ôi trời ơi. Sao, 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 lát nữa mày vô cái map này là thôi đi luôn á, đi một sải luôn. Ở đây. Em vô mém nó không có nhảy được. Đấy. Em phải đi ra. Anh phải chuối, anh phải kêu nhảy chuối. Chuối. Nè, nhảy chuối là được mà. Nhảy chuối nhanh hơn luôn. Ôi à. Nó bị ngã rồi không? Nó bị ngã. Để em thăm minh cho. Chuối. Hây. Ngã rồi không? Nhảy thường, nhảy thường, nhảy thường đấy nhảy đây.